Ngày 30 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã có cuộc gặp riêng với ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo tập đoàn VinGroup. Tham gia cuộc gặp cùng tổng thống Philippines còn có bộ trưởng các bộ ngoại giao, công thương, nông nghiệp cùng lãnh đạo một số cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn của nước này. Tại cuộc gặp chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu với tổng thống Ferdinand Marcos về các công ty trong hệ sinh thái VinGroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines trong đó đặc biệt có VinFast, thương hiệu xe điện toàn cầu với các dòng sản phẩm đa dạng từ xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện. Bên cạnh việc kinh doanh xe điện, chủ tịch VinGroup cũng trình bày triển vọng hợp tác phát triển các dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, đào tạo sinh viên chuyên ngành AI và y khoa. Hoàn ngành ý định đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực của VinGroup vào Philippines. Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết, VinGroup rất nổi tiếng ở Philippines, có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của đất nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và pin. Tổng thống Philippines cho biết, Philippines đang trong quá trình tái cơ cấu ngành giao thông vận tải với việc thay thế dần những phương tiện cũ và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, trong đó tìm kiếm nguồn cung ứng xe điện là một phần quan trọng. Philippines hiện đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Ngoài ra Philippines cũng mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng pin xe điện bằng việc chế biến khoáng sản phục vụ cho sản xuất pin. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh Philippines may mắn sở hữu đầy đủ các thành phần cần thiết để sản xuất pin cho xe điện với trữ lượng coban, đồng và niken dồi dào. Hiện tại Philippines vẫn đang xuất khẩu khoáng sản thô. Philippines mong muốn tăng giá trị bằng cách tự chế biến khoáng sản trong nước và hy vọng có thể thành lập một nhà máy sản xuất pin. Tất cả những điều này đều phù hợp với tầm nhìn của VinGroup. Tổng thống Philippines cũng khẳng định chính phủ nước này đang đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thống chào đón Vingroup đến Philippines và cho biết các cơ quan chính phủ Philippines sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vingroup và các công ty con trong quá trình đầu tư kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cảm ơn tổng thống Philippines và hứa sẽ giao ngay cho các công ty thuộc tập đoàn kết nối với các đối tác, cơ quan liên quan của Philippines để xúc tiến việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Ông Phạm Nhật Vượng cũng khẳng định coi Philippines là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, VinFast sẽ là công ty đầu tiên thuộc tập đoàn Vingroup chính thức đầu tư vào Philippines trong năm nay với việc thiết lập mạng lưới kinh doanh ô tô, xe máy điện. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng kinh doanh tới tối thiểu 50 quốc gia trong năm nay của VinFast, trong đó xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm. Trước đó vào ngày 13 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã đến thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng và trực tiếp tìm hiểu các dòng ô tô điện cấp cao mang thương hiệu Việt. Tổng thống Indonesia bày tỏ vui mừng khi đến thăm nhà máy và ấn tượng với chất lượng, đẳng cấp của các dòng xe của VinFast. Tổng thống cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để VinFast sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư sản xuất và kinh doanh tại thị trường Indonesia. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ đô vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu đô để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30.000 đến 50.000 xe cho một năm tại Indonesia. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 1 tại Hà Nội, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh ở hai nước. Trong buổi làm việc, VinFast và GSM đã báo cáo lãnh đạo hai nước về việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty công nghệ hàng đầu Indonesia PT Goto Gojek, Tokopedia TBK, đơn vị sở hữu nền tảng ứng dụng dịch vụ vận tải Gojek Hợp tác giữa ba công ty hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh tại Indonesia thông qua việc hỗ trợ các tài xế của Gojek chuyển đổi sang sử dụng xe điện, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Indonesia cơ hội trải nghiệm dịch vụ di chuyển 5 sao của xanh SM với các dòng xe điện thân thiện với môi trường của VinFast. Ngoài kế hoạch đầu tư của VinFast, GSM cũng công bố kế hoạch đầu tư tới 900 triệu đô vào Indonesia trong thời gian tới. Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 30 người giàu nhất hành tinh Bài viết mới trên trang tài chính quốc tế Bloomberg tính toán tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 39 tỷ USD, đạt 44,3 tỷ USD sau màn ra mắt ấn tượng của VinFast trên sàn Nasdaq. Với con số này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lọt top 30 trong danh sách tỷ phú của Bloomberg. Trước đó vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niên yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Công ty có giá trị vốn hóa hơn 23 tỷ USD hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd với mã giao dịch VFS. Sự kiện rung chuông trên sản chứng khoán Nasdaq diễn ra ngay sau khi VinFast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Speed Acquisition CEO ngày 14 tháng 8 năm 2023. VinFast được thành lập năm 2017 nhưng các tổ chức xếp hạng không đo lường do doanh nghiệp mới thành lập, chưa có căn cứ xác định giá trị. Tuy nhiên, khi cổ phiếu VFS được giao dịch trên Nasdaq ngay lập tức, phần tài sản của ông Vượng được tính toán lại với phần tăng thêm từ định giá mới của VinFast. Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất Việt Nam đã tăng 255% trong phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq, chốt phiên ở mức hơn 37 USD. Diễn biến này cũng bổ sung 39 tỷ USD vào giá trị tài sản dòng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, nâng mức tài sản của người giàu nhất Việt Nam lên mức 44,3 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index. Ông Phạm Nhật Vượng cũng gia nhập nhóm những người giàu nhất châu Á theo thông tin mới nhất từ Forbes. Forbes ước tính giá trị tài sản dòng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng lên 44,5 tỷ USD sau phiên giao dịch hôm qua, lọt top 30 tỷ phú giàu nhất hành tinh và thứ năm tại châu Á. Sau hai tỷ phú Ấn Độ, Mukesh Ambani, Gautam Anadi, người giàu nhất Trung Quốc là Trung Thiểm Thiểm, chủ tịch tập đoàn đồ uống Nam Spring và vừa lên trên trường nhất minh, ông chủ của Biden TikTok hiện có 45 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được cập nhật trên danh sách The Billionaires của Forbes. Con số này trước đây không bao gồm cổ phần của ông Phạm Nhật Vượng trong VinFast, nhà sản xuất ô tô do ông thành lập. Theo bản cáo bạch mới nhất của VinFast, các cổ đông liên quan tới chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng kiểm soát gần 2,3 tỷ cổ phiếu VFS sau sáp nhập, tương ứng với 99%. Trong đó, VinGroup là cổ đông lớn nhất, nắm 51% vốn của VinFast. Tuy nhiên, theo Bloomberg, các giao dịch liên quan đến SPAC, công ty thâu tóm, sáp nhập hay công ty xét trắng giúp đẩy nhanh tiến trình IPO nghiêm yết. Gần đây đã có những phiên giao dịch bùng nổ ban đầu nhưng ngay sau đó là đà giảm mạnh khi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Sau phiên 15 tháng 8, công ty xe điện lớn nhất Việt Nam có quy mô vốn hóa hơn 85 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường là giá trị của tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vốn hóa cao hay thấp phụ thuộc vào lượng cổ phiếu đang lưu hành và thị giá của nó. Khi giá cổ phiếu tăng lên thì vốn hóa thị trường tăng theo và ngược lại. Chỉ tiêu vốn hóa được dùng để đánh giá mức độ quan tâm và sự kỳ vọng của thị trường với một doanh nghiệp. VinFast được dự báo doanh số năm nay đạt khoảng 45.000 đến 50.000 xe. Công ty này đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở Bắc Carolina, Mỹ vào tháng trước. Nhà máy có công suất 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1 và sẽ đi vào vận hành từ năm 2025. Cuối tháng 4 năm nay, Vingroup và ông Phạm Việt Vượng cho biết sẽ tài trợ và cho VinFast vay 2,5 tỷ USD để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Khoản tiền này sẽ được giải ngân trong một năm tới. Trong đó, Chủ tịch Vingroup hiến tặng 1 tỷ USD Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD, thời hạn tối đa 5 năm. Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2013, với khối tài sản 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974. Liên tiếp 11 năm sau đó, ông luôn giữ vị trí là tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Giai đoạn 2021-2022, mức tài sản cao nhất ông được ghi nhận là gần 8 tỷ USD. Từ khóa VinFast đạt đỉnh tìm kiếm tại hai bang nước Mỹ. Theo công cụ Google Trends, từ khóa Vinfast đạt đỉnh tìm kiếm vào lúc 21 giờ Việt Nam tại Mỹ, bang North Carolina nơi đặt nhà máy sản xuất của Vinfast và bang California ghi nhận lượt tìm kiếm từ khóa nhiều nhất. Tối ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS của Vinfast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq sau khi hợp nhất với công ty SPAC. Từ 20 giờ livestream chuyến dung chuông sàn ngoại của Vinfast bắt đầu được trình chiếu. phiên giao dịch chính thức bắt đầu lúc 9 giờ 30 Mỹ tức là 20 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cổ phiếu VFS đã nóng ngay từ đợt giao dịch trước giờ mở cửa. Sau cuộc ấn chuông của Tổng Giám đốc Toàn cầu Lê Thị Thu Thủy, VFS khớp lệnh xác định giá mở cửa 22 USD 1 CP. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 2,3 tỷ đơn vị, VinFast thiết lập mức giá trị vốn hóa hơn 50 tỷ USD. Theo công cụ Google Trends, từ khóa VinFast đạt đỉnh tìm kiếm vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, chỉ một thời gian ngắn sau khi cổ phiếu của công ty này chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Thống kê cho thấy, lượt tìm kiếm về từ khóa VinFast nhiều nhất nằm ở bang North Carolina, nơi đặt nhà máy sản xuất của VinFast. Đứng thứ hai về lượt tìm kiếm là bang California, nơi có rất nhiều người gốc Việt sinh sống. Bên cạnh đó, các từ khóa chủ đề khác có liên quan như VinFast Stock, VinFast Car cũng được nhiều người tìm kiếm. Trước đó vào ngày 14 tháng 8, VinFast và BlackSpace đã công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh đã được thông báo trước đó. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ hồi tháng 6, VinFast được định giá khoảng 23 tỷ USD. Sau hợp nhất, Blackspace sẽ trở thành một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu bởi VinFast và hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Công ty sau hợp nhất được định giá 27 tỷ USD. Với mức định giá doanh nghiệp dự kiến lên đến 27 tỷ USD, VinFast sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện lớn thứ ba thế giới chỉ sau Tesla và Li Auto. Đây cũng là mức định giá cao nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng chạm đến từ trước tới nay.